Lời đầu tiên cho Trần Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn. Đồng thời xin gửi lời chào đến lớp học online một mẫu của Trần Sang. Rồi, hơi bắt đầu ha. Như là cái video trước đây hướng dẫn cái bài Tình đẹp như mơ thì Sang có nói là cái bài học tiếp theo Sang sẽ hướng dẫn về cái guitar band ha. Đó là cái band. Thì hôm nay cái nội dung của bài học hôm nay thì tập trung chủ yếu vào trong cách sử dụng band như thế nào thì sau bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được band nó được sử dụng như thế nào đối với guitar và chúng ta áp dụng vào thực tế cho cái bài Tình đẹp như mơ. Đó là một cái ví dụ thôi, một cái ví dụ dành cho cái bài Tình đẹp như mơ thôi. Tuy nhiên khi chúng ta học kỹ thuật band thì chúng ta có thể sử dụng cho bất cứ những cái bài nào khác, miễn sao chúng ta biết kỹ thuật và chúng ta áp dụng tới cái bài. Rồi bây giờ sang chỉnh lại ha, chờ sang tí xíu nha, sang chỉnh lại cái bài Tình đẹp như mơ là được gọi. Chúng ta sử dụng cái style là bóp cha cha nè, là mở bóp cha cha lên và chúng ta chọn ngẫu nhiên một cái tiếng lead nào đó đi, tiếng lead về sang chọn ngẫu nhiên cái tiếng này ha, nè sang chọn ngẫu nhiên ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng lại cái bài Tình đẹp như mơ. Bây giờ trước tiên sang nói band là gì. Trước tiên band ngay tay trái của chúng ta nè, để sang nhìn camera cho anh chị thấy rõ không. Rồi gõ vô ok. Rồi ngay tay trái của chúng ta nó có cái chữ beat band ha. Beat là gì? Beat là độ cao của âm nhạc. Band là gì? Band là bẻ cong. Band tiếng Việt của mình là bẻ cong. Như vậy beat band là gì? Beat band tức là bẻ cong cái độ cao của âm nhạc. Bẻ cong là sao? Tức là ví dụ như chúng ta đánh cái độ cao của âm nhạc. Bẻ cong tức là các bạn thấy không? Anh chị thấy không? Tức là nó làm, ý nghĩa của nó là nó làm cho cái tiếng nó không còn thẳng, không còn giống như là cái original ban đầu của nó nữa, mà nó là nó bị bẻ cong đi ha. Nó làm cho âm thanh nó thay đổi. Đó là pitch bend, ý nghĩa của pitch bend là như thế. Rồi tiếp theo bend ở đây chúng ta phải biết bend 2 là gì, bend 3 là gì. Như vậy ví dụ như là chúng ta bend 2 là gì, bend 2 là gì, tức là ví dụ như là chúng ta có một nút, bấm nút la ở đây đi ha. Một nút la thì một cái, ví dụ như là một cái nửa cung thì là một bend ha. Rồi bend 2 tức là hai cái nửa cung, bend 3 tức là ba cái nửa cung. Nó ý nghĩa là như vậy đó. Ví dụ người ta nói bend 2 thì là mấy cái nửa cung, thì là hai, gắn cái số 2 vô, hai cái nửa cung. Rồi hai đây lên đây nè, từ la lên la thăng là một cái nửa cung nè ha. Rồi từ đây từ la thăng đi lên si là một cái nửa cung nữa, là hai hàng này là mấy. Rồi bước lên đây một cái là nửa cung, bước xuống đây cái nửa hai cái hàng cộng lại là đây lên đây là một cung, đây lên đây là một cung, đúng không? Một cung thì chỉ là bên mấy, là bên 2. Tại sao một cung là bên 2? Bởi vì bên là tính bằng đơn vị là nửa cung. Như vậy là nửa cung, như vậy thì có phải một cung là hai cái nửa cung không? Sao nói hình dung không? Tức là ví dụ bên 2 là hai cái nửa cung, bên 3 là ba cái nửa cung. Người ta nói bên 2 tức là từ thằng la này, khi mà chúng ta đẩy hết lock lên, đẩy hết lock là sao? Là chúng ta đẩy maximum lên luôn nè. Đẩy maximum lên thì nó sẽ lên hai cung là từ la lên si lên hai cung nè. Đẩy hết đẩy maximum lên, đẩy hết đốc ha. Tiếng Việt của mình là đẩy hết lock lên, nó nôm na vậy, là đẩy hết lock lên là nó lên từ la lên thằng si, nó sẽ lên là một cung, thấy không? Cái gì ví dụ như là tôi muốn đẩy nửa cung thì sao? Tôi đẩy nửa cung tôi đẩy phần nửa nó, tôi đẩy hết lock lên là lên dầm là nó lên một cung. Và tôi muốn nửa cung thôi thì tôi đẩy phần nửa là ví dụ như la tôi đẩy lên la thăng, tôi đẩy nhiêu, đẩy phần nửa ha. Rồi ví dụ như là từ thằng la lên thằng si là một cung mà tôi đẩy hết lóc nè đó. Rồi từ thằng si lên đô là nhiêu, nửa cung mà tôi đẩy nhiêu, tôi đẩy 50% nè tôi đẩy lên, giờ đưa lên đây nè ha, tôi đẩy nửa cung lên. Rồi ví dụ như là xuống đây lại, ví dụ như từ đô lên ghê là bao nhiêu, đó là một cung mà tôi đẩy hết lóc lên, tôi lên ghê. Rồi từ ghê lên mi là một cung, đẩy hết lóc lên. Rồi từ mi lên pha là nhiêu, nửa cung mà tôi đẩy nhiêu, 50% bên ha. Đó, ý nghĩa của cái pitch bend là anh chị phải hình dung ha. Đó là pitch bend, bend thường là nó mặc định cho cái Yamaha, đó là bend 2. Thì bend 2 là chủ yếu là chúng ta chơi được rồi. Ví dụ như bạn muốn, anh chị sau này muốn đánh đàn bầu hay là những cái nhạc cụ gì mà anh chị muốn chỉnh bend 3, bend 4 gì đó thì tùy anh chị chỉnh ha. Thì bây giờ ở đây là sang hướng dẫn là cái bend 2 thôi. Bởi vì đa số là chúng ta chơi bend 2. Bend 2 tức là hai cái nửa cung ha. Rồi sang giờ hướng dẫn xong cái phần bend, ý nghĩa của phần bend. Cái phần bend của chúng ta là sao? Đó là đẩy. Thứ nhất nó có kỹ thuật, đó là đẩy lên và đồng thời gung ha. Thì đẩy dưới kéo xuống, đẩy lên, một là kéo xuống, và thứ hai là chúng ta gung.
gung band là sao, tức là đúng là lắc lắc band đó. Ví dụ như là Trang Sang cho một cái ví dụ, nó là đẩy band, đẩy một cung và lắc từ la lên si, đẩy 100% và lắc, đẩy 100% và lắc ha, đẩy 100% lắc. Rồi từ si lên đô là nửa cung thì đẩy mấy bao nhiêu phần trăm, 50% và lắc, đẩy 50% và lắc ha. Chúng ta luyện như thế. Ví dụ như là từ đô lên g là một cung, một cung thì đẩy nhiêu, đẩy 100%, một là 100%, một 100% là lắc. G lên mi là đẩy nè lắc. Rồi mi lên pha là nhiêu, mi lên pha là nửa cung thì bao nhiêu phần trăm, đẩy 50% bên và lắc ha. Chúng ta tập như thế nè. Chúng ta tập ha, tập đẩy một cung và tập đẩy nửa cung, đặc biệt là si lên đô, mi lên pha là chúng ta nhớ chỉ có nửa cung thôi ha. Thì chúng ta nửa cung mà chúng ta đẩy lên nhiêu, đẩy 50%. Rồi như vậy là Sang vừa hướng dẫn, cái cách là đẩy một cung và đẩy nửa cung và lắc band. Chúng ta nhớ cái kỹ thuật đẩy và lắc band ha, đó là cái kỹ thuật dành cho band của chúng ta. Thì sau này dành cho cái kỹ thuật mà búng band của trên đàn bầu á, thì tới đàn bầu Sang sẽ hướng dẫn búng band, búng band nó sẽ như thế nào. Và nhưng mà trước tiên là chúng ta nắm hai kỹ thuật cơ bản của nó là đẩy nửa cung, đẩy một cung và chúng ta đẩy và chúng ta lắc band ha. Đó là hai kỹ thuật cơ bản của cái band này. Hãy nắm kỹ thuật cơ bản trước đi, sau này chúng ta đi sâu vào chúng ta sẽ hướng dẫn. Rồi bắt đầu chúng ta Sang vừa hướng dẫn xong cái phần band, rồi Sang sẽ đi vào trong áp dụng thực tế đối với cái bài tình đẹp như mơ của cái bài vừa rồi. Sang có ghi trên cái chữ trên màn hình đó là đừng đẩy band lung tung. Ta Sang ghi như vậy là chủ yếu là ghi cho vui thôi, chứ không phải là ý nghĩa gì. Ghi cho vui để mà tạo cái điểm nhấn ngay chân chỗ đó, để mà cho anh chị là chúng ta chú ý là trước khi chúng ta hiểu muốn chơi cái nhạc cụ nào là chúng ta phải hiểu kỹ thuật của nó, rồi chúng ta hạ chơi đó. Ví dụ như hôm nay nè, Sang chỉ cái kỹ thuật này thì bắt đầu tập theo và chơi thì nó sẽ ra được cái hồn của cái band. Rồi ví dụ như trong cái bài tình đẹp như mơ là cái câu của nó là gì, mi rê mi 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 fa mi rê nè. Ví dụ thì cái ngay chân cái chữ mi fa mi rê là ngay chân fa này, chúng ta muốn đẩy ngay hàng fa này thì chúng ta mi lên fa là bao nhiêu, 50% thì đẩy bao nhiêu, đẩy một phần nữa ha. Chúng ta đừng đẩy hết, chúng ta đẩy phần nữa vậy nè. Mi lên pha, hồi nãy là bài tập đó, từ mi lên pha đẩy phần nữa, sau đó lắc nè. Mi rồi mi 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 pha mi rồi rồi ha. Bắt đầu tiếp, mi rồi mi rồi 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 mi rồi đô. Như vậy rồi mi rồi đô, nhưng mà chúng ta đẩy rồi lên mi nè. Mi rồi mi rồi rồi mi đô ha, đẩy lên xong mà trở lại đô là lắc. Mi rồi mi đô 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 si. Si lắc lại không? Si đâu đây mi 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 son si la. Nhớ không? Nhớ nhớ cái bài kia không? Nè, sang ví dụ thực hành lại nè. Quên nói nữa. Khi mà chúng ta đánh tập âm á là chúng ta đánh một nốt thôi. Ví dụ như là mi gà mi 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 fa mi rê là ba mi trưởng, thì chúng ta đánh một hợp âm. Một hợp âm tức là hợp âm trưởng. Còn muốn bấm hợp âm thứ là sao? Chúng ta bấm hợp âm, bấm một nốt và sau đó là nửa cung nó sẽ ra hợp âm thứ. Ví dụ như là cái trường hợp hôm bữa Sang ghi đó, mi fa fa son son la, thì ngay hàng la này chúng ta bấm hai cái nó ra là thứ ha. Ví dụ la và hai cái nốt này nhấn cùng một lúc, nhấn kết hợp cùng một lúc ha, thì nó sẽ ra hàng thứ. Còn nhấn một nốt thì nó ra hàng trưởng đó. Rồi bạn phải hướng dẫn nói tới đâu mới nhớ tới đó, mới hướng dẫn tới đó. Rồi Sang vừa hướng dẫn, ví dụ như là khi chúng ta tập cái câu này nè, thì chúng ta chỉnh cái tempo chậm chậm lại thôi, khoảng 130 rồi được rồi. Còn đúng bài của nó thì 135 thì đó đó. Nhưng mà chúng ta tập mà mi rê mi 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 fa mi rê mi fa mi đẩy lên fa là nhiêu, đẩy 50% và trở dần rê và lắc dần rê mi fa mi rê. Và đồng thời chúng ta nhớ cái hợp âm ha, nhớ hợp âm cái tay ha, cái ngón cái đặt xuống hàng mi ha. Khi mà gơi đã vô thằng mi trưởng nè, nhìn chú ý con cái của Sang nè. Khoan, sorry, lại nha. Thấy không? Đó, thấy không? Hay tài không? Tức là chúng ta nhấn một hợp âm thôi, nhấn một nốt thôi. Rồi, mi gơi đô.
Rồi mì gầy mì đô là qua pha trưởng rồi chúng ta nhắn một cái. Nhắn dùm pha mì gầy mì đô 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 si. Si như si gì mà chúng ta nhắn nguyên hợp âm đi. Si si đô đê mi. Si đô đê mi thì chúng ta đánh gê lên mi. Si đô đê mi. Ngay cái chỗ si đô đê mi này là nó vừa gê vào hợp âm mi trưởng là cái tay của chúng ta vừa đẩy bend và đồng thời ngón cái chúng ta vừa bấm hợp âm luôn. Nè ví dụ như là si đô đê mi mi đô. Còn ví dụ như anh chị nào cảm thấy mà vừa đẩy bend mà vừa nhắn nó khó quá thì thôi đánh giống cái câu cũ đi. Tuy nhiên anh chị thì em vẫn chỉ bend luôn là xì đô đây đây đây. Thấy không? Rồi chúng ta tập lại, chúng ta tập chậm chậm thôi. Như nào? Đó là chúng ta cơ bản của thằng Ben lại. Cơ bản đó là những cái kỹ thuật cơ bản của thằng Ben. Thì chúng ta sang vừa hướng dẫn xong cái cách intro của cái tình đẹp nhưng mà đó, ngay nốt nào đẩy Ben thì nốt nào mà luyến lái gì sao sang vừa nói sang vừa nói qua đó, thì cô chú anh chị nếu như cái thấy nhanh đó thì chúng ta cứ xả lại. Bởi vì hợp âm là bài trước đã cho rồi, cái này cái nốt cũng đã cho rồi. Lúc này thì hướng dẫn cái kỹ thuật của thằng Ben thôi, nên là không có đọc lại nốt cũng không đọc lại hợp âm luôn. Rồi bây giờ trước tiên là tất cả các thành viên nào mà đang học online của Trần Sang đó, cũng như là các anh chị đó mà follow theo kênh Trần Sang đó, thì chúng ta chỉ cần cái yêu cầu của bài này thì là có hai cái yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất đó là chúng ta đẩy một tập, đẩy một cung và tập đẩy nửa cung. Ví dụ la lên si một cung, đẩy và rung, đẩy một cung và rung, đẩy nửa cung, đẩy nửa cung và rung, đẩy một cung, đẩy lên và rung, đẩy. Tức là cái nút sau đẩy lên nút phía trên, đẩy lên nút phía trên. Ví dụ như đây lên đây một cung rồi đẩy một cung, đây lên đây nửa cung, đẩy nửa cung và bắt. Nó tập cái kỹ thuật đó ha, tập cái thật lắc. Khi mà lắc đó chúng ta lắc làm sao mà lắc nhẹ thôi, đừng có lắc nha, đừng có lắc nhắc mà lắc nhẹ á. Lắc làm sao mà cái tay chúng ta nghe nó ngọt là được ha, chứ không phải nhào vô cái lắc. Lắc như này nó, lắc như này nè, sắt nó bỏ nó chạy hết luôn đó ha. Lắc nhẹ nhẹ thôi đó. Rồi đó là cái kỹ thuật, cái đó là cái yêu cầu thứ nhất, đó là đẩy, biết đẩy một cung, biết đẩy nửa cung và lắc. Đẩy và lắc là hai cái nó đi chung với nhau ha. Đẩy bend và lắc bend là hai cái nó đi chung với nhau. Cái thứ hai đó là chúng ta phải áp dụng vào trong một cái bài cụ thể, là bài Tình Đẹp Như Mơ. Ngay thì Tình Đẹp Như Mơ nó chỉ có hai cái chỗ, là ví dụ như là mi đề mi 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 fa mi đề, thì mi lên fa là đẩy và rê là lắc. Mi gầy mi gê 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 mi gê đô gê lên mi và đô lắc. Mi gầy mi đô 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 rê đô rê đô si đô lên rê nè, đô rê đô si si lắc không. Rồi si đô đê mi, đẩy gê lên mi. Si đô đê mi là nhớ là vừa đẩy bend vừa bấm hợp âm nha, vừa đẩy bend mà vừa cái tay của chúng ta nhắn xuống hợp âm mi trưởng luôn. Còn thầy Sang nói ở đây là Sang hướng dẫn cho tới đúng cái bài nó luôn, tới cái bài nó luôn. Chứ nhiều anh chị đôi khi thì gặp khó khăn một cái là cái tay không phải nào mà tại vì không phải ai cũng còn trẻ tuổi như mình, thì đôi khi là cái tay hơi cứng một chút xíu thì không thể nào làm được cái thao tác này nó nhanh được. Thì chúng ta hãy tập. Nếu như những anh chị nào mà không có nhanh như là còn trẻ như tụi em á, thì cứ tập xì đô đê mí, xì đô đê mí bình thường giống bài cũ ha. Ngay câu này tập giống bài cũ đó, mi sơ la bình thường thôi. Còn những cái anh trai trẻ tạm gọi là vậy đi, tạm những anh là trai trẻ thì xì đô đê mí ha, tập cho tới luôn ha, vừa bấm hợp âm, vừa đẩy 100% và đồng thời ha, xì đô đi. Rồi sang cơ bản mà đã hướng dẫn những cái nội dung cần học trong bài band này, thì cũng cho cái bài tập của cái bài này luôn, đó là tập như thế nào. Rồi thôi, cái nội dung của bài học ngày hôm nay chủ yếu là như vậy thôi. Rồi các bài sau để Sang sẽ để coi nói chung là bài bài sau để Sang xem xét coi sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật gì tiếp theo.
Rồi tạm thời chắc sang dựng cái video đây ha. Anh chị nào có thắc mắc thì cứ comment bên dưới, comment bên dưới video của em thì em sẽ reply cho anh chị. Rồi, xin chào tất cả anh chị, chào lớp học online.